anh chưa có tìm ra ai mà có thể phù hợp để anh tặng cái món quà này cho họ hết. Dạ. Thì anh không nhất thiết là phải khẳng định là họ có nhu cầu sử dụng món quà này hay không đâu. Ừ. Vì bất cứ ai mà anh quan tâm, anh yêu thương á, thì đều có thể được nhận món quà này. Khi mà anh đã gửi cái món quà này đến cho họ là anh đã thể hiện được sự quan tâm và yêu thương đến cho họ, và mong muốn là họ nhận được cái dịch vụ đẳng cấp quốc tế và độc quyền duy nhất tại Việt Nam, họ có thể sử dụng ngay khi họ cần. Em tin rằng với bất kỳ ai mà nhận món quà này, đặc biệt là người mà anh quan tâm, yêu thương, sẽ rất là trân trọng tình cảm và sự quan tâm đặc biệt này của anh. Em sẽ liên hệ ngay với người mà anh chỉ định để giải thích rõ hơn về thông tin cũng như giá trị của món quà này. Và em rất vui là được song hành cùng anh trong chương trình chia sẻ yêu thương đặc biệt này của anh. Nhưng mà anh rất là ngại chia sẻ thông tin của bạn bè hay là gia đình của anh lắm, tại vì đó là một cái điều rất là riêng tư á. Em cũng hiểu, tại vì anh yên tâm, AI là bảo hiểm nhân thọ số 1 thế giới, hiện tại là đã hoạt động 100 năm trên toàn cầu rồi. Cho nên đối với thông tin bảo mật của anh cũng như là người giới thiệu sẽ được bảo mật theo quy định của AI. Cho nên là khi mà em và bộ phận chăm sóc khách hàng của AI chỉ liên hệ với anh và họ khi mà được sự đồng ý của anh và họ thôi, và cũng để chia sẻ cái chương trình tặng quà này. Cái quà tặng này anh thấy là nếu mình sẽ không được dùng được khi mà chưa bị bệnh ung thư, nên cái người mà anh tặng á, người ta chưa chắc đã đánh giá cao về cái món quà này. Thì em cũng hiểu được sự lo lắng của anh á. Thì trong cuộc sống á, mình sẽ có rất là nhiều rủi ro, cũng giống như là bệnh ung thư hoặc là bệnh hiểm nghèo sẽ đến mà mình không có thể lường trước được. Cũng giống như là cuộc sống của mình á, khi mà mình ra biển lớn thì ai cũng phải cần chuẩn bị cho mình một cái áo phao khi ra khơi. Thì cũng như anh, khi mà mình tham gia một cái hợp đồng bảo hiểm là mình đang trang bị cho mình sự an tâm, bình yên trong tâm trí của mình, và anh cho gia đình mình ước mơ được trọn vẹn hơn. Cũng như là anh đang mang đến một món quà cho người mà anh quan tâm, yêu thương, một món quà giá trị để họ có thể sử dụng ngay khi cần. Dạ, đây là dịch vụ tư vấn chăm sóc sức khỏe đặc biệt độc quyền đẳng cấp quốc tế lần đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, chỉ có ở AI. Mà anh thấy cái món quà này dùng để trị bệnh, bây giờ anh mà tặng quà này cho bạn anh thì hả, lỡ người bạn anh nghĩ là anh mang bệnh tật đến cho họ thì sao? Dạ em cũng hiểu, thì quan điểm này là đã phổ biến ở nhiều năm trước rồi anh, hiện tại thì không còn phổ biến nữa. Thì hầu hết đó là người dân ở Việt Nam thì họ rất là cần thiết và quan trọng trang bị cho mình ít nhất một thẻ chăm sóc sức khỏe hoặc là thẻ bảo hiểm y tế để trong túi khi mà cần nhất để mình sử dụng. Tặng món quà này giống như là anh đang tặng thêm một món quà chăm sóc sức khỏe dành đến người mà anh quan tâm, anh yêu thương, giúp tư vấn và quản trị bệnh án bởi Hội đồng Cố vấn Y khoa Quốc tế. Họ có thể sử dụng ngay khi họ cần.